Với mục tiêu phát triển du lịch xanh, bản sắc hấp dẫn và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu năm 2025 đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó 400.000 lượt khách quốc tế. Tăng trưởng du lịch bình quân đạt 14,6% năm. Để phấn đấu đặt mục tiêu doanh thu từ du lịch năm 2025 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, Tỉnh yên bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển du lịch theo hướng toàn diện, bền vững có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó xây dựng quy hoạch phát triển huyện Cương Trải thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch. Đặc biệt quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà có diện tích khoảng 53.000ha với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, lịch sử văn hóa. Cùng với đó tỉnh cũng chú trọng mở rộng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch trọng điểm như vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông chảy, vùng du lịch miền Tây, vùng du lịch Bắc Trấn Yên, Văn Yên. Xây dựng chuỗi các sản phẩm du lịch theo hướng hiện đại, khác biệt, bản sắc hấp dẫn, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng trong và ngoài nước. Tỉnh Yên Bái ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng nhằm kết nối các khu điểm du lịch trọng điểm, các điểm du lịch cộng đồng, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.